Taekwondo. Con này nó cũng rất là thích ăn nhái. Nó không có hổ cho nó cũng khoái lắm, sợ là nó giành không kịp thôi. Đó, bốn nặng rồi. Mập quá, nó chậm. Ngu chưa kìa. Ngu chưa kìa. Yeah. Gì mà nó còn không thấy nữa. Má nó ngu kìa. Nó dâng tới họng nó mang rồi. Mặt thay rồi. Rồi lụm luôn. Mấy ông con nữa nè. Má hay tức không. Ừ, không ăn rồi. Con hổ nó ăn cho mày biết. Trời ơi, uống quá. Làm thấy ghê lắm mà đâu có đớp dính đâu. Để nó coi mày ăn rồi sao. Ăn không được là tao đéo cho mày ăn luôn. Rất là mập các bạn, bôi mập địch.